Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, ngôi chùa cổ với hơn 500 tuổi này được mệnh danh là bông sen vàng trên mặt nước hồ. Cổng chùa được xây dựng theo lối kiến trúc tam quan tứ trụ, đầy vẻ uy nghiêm và tinh tế. Đây là cổng chùa duy nhất tại miền Bắc còn giữ được nét đặc trưng này, đồng thời là minh chứng cho sự kế thừa và phát huy nét đẹp cổ truyền của dân tộc. Không gian sân vườn với bốn bề cây lá xanh tốt không chỉ góp phần tạo cảnh quan đẹp mắt mà còn mang đến không khí trong lành mát mẻ. Chùa được xây dựng theo hình chữ tam, hai tầng tám mái đao cong, lợp ngói mũi hài cùng nhiều hoa văn cổ chạm khắc trên gỗ rất tinh xảo. Chùa Kim Liên là biểu tượng văn hóa tâm linh không thể thiếu của thủ đô. Giữa không gian phố thị đông đúc, người dân và du khách đến đây có thể cảm nhận được sự bình yên và thư thái.